Ok, xin chào mọi người nha. Mình là Phan Quân đây. Hôm nay mình sẽ không ta có clip nhạc. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một app kiếm tiền online qua những chiếc điện thoại của mình nhá. Chắc là gần Tết này các bạn cũng khá có nhu cầu về kiếm tiền, nhưng mà các bạn bận việc học nhưng mà vẫn có thời gian dùng điện thoại. Mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng app Center.vip nha. Mình sẽ để link ở dưới mô tả video và mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm 100.000 một ngày nhá. Các bạn sẽ có thể rút tiền ra tài khoản ngân hàng đó. Đó, mình sẽ vào hướng dẫn luôn các bạn nhé. Mình sẽ để video ở bên này đó. Đầu tiên các bạn sẽ kích theo đường link mô tả video, sẽ vào website hoặc là tải app luôn nha các bạn nhé. Đó, mình sẽ để phần bên này đó. Đầu tiên các bạn vào Chrome, các bạn sẽ vào Center.vip của Center.vip như bên màn hình bên này. Đó, các bạn bấm đi cho mình. Đầu tiên các bạn sẽ tạo tài khoản nhá. Đó, đây các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình vào này. Đó, đây mình ví dụ mình có tài khoản chính được các bạn ạ. Đấy, sau các bạn sẽ bấm nhận mã từ tin nhắn này, sau sẽ gửi về tin nhắn cho các bạn nhá. Đó, sau các bạn sẽ nhập mã giới thiệu và nhập mã giới thiệu là 34323879 nhé. Để các bạn sẽ có thể nhận 100k vào tài khoản chính luôn. Và các bạn sẽ nhập mật khẩu hai cái giống mật khẩu giống nhau nhé. Các bạn sẽ đăng ký. Và đây là link của mình đã có sẵn 500k đấy. Đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ nhá. Các bạn sẽ vào trang chủ này, các bạn sẽ vào hội viên thường nhá. Các bạn sẽ lên VIP thì các bạn sẽ làm nhiều nhiệm vụ hơn. Đó, các bạn cái sẽ lên VIP các bạn nhiều nhiệm vụ hơn các bạn. Và hội viên YouTube, xong rồi sẽ có những mục đây, mỏ leo này, người nổi tiếng ngôi sao. Nhưng mình vẫn chỉ là hội viên thôi, mình sẽ làm 3 nhiệm vụ một lúc nhá. Đó, mình sẽ bấm vào nhiệm vụ này. Các bạn sẽ bấm nhận nhá, nhận mỗi ngày các bạn 3 nhiệm vụ, các bạn nhận hết cho mình 3 cái. Đó, các bạn thoát ra, các bạn sẽ vào phần nhiệm vụ này. Đó, đang làm ấy. Xong các bạn sẽ bấm vào cái nhiệm vụ đầu tiên. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy chữ phát hành hay không ạ? Các bạn sẽ bấm vào mình nhá. Đó, sau đó sẽ chuyển tới trang YouTube các bạn ạ. Chỉ cần like và đăng ký thôi. Các bạn sẽ chuyển màn hình lại giúp mình nhá. Đó, sau đó các bạn sẽ chuyển màn hình lại và toát lại đi vào lại trang web hoặc là ứng dụng thôi nhá. Đó, đợi mình chuyển màn hình ạ. Ok. Đó, sau đó bạn sẽ vào lại ứng dụng đó. Các bạn sẽ thoát ra ngoài. Hoặc vào chỗ đăng nào, các bạn đối vào chỗ hình ảnh như này các bạn. Đó, sau chọn vào thư viện ảnh. Sau các bạn sẽ tải hình ảnh đó lên các bạn nhé. Ở đây sẽ mình sẽ trang thông tin của mình đi. Đó, các bạn sẽ bấm cái ảnh vừa chụp vào hình này. Đợi nó load xong các bạn sẽ bấm gửi đi nhé. Ok, đợi nó một chút. Đây được rồi các bạn ơi. Mình sẽ bấm gửi đi nhé. Đó, các bạn sẽ được 2.000 trong tài khoản also có thể rút vào tài khoản ngân hàng các bạn ạ. Đó, mình sẽ làm nhiệm vụ thứ hai nhé, tương tự thôi. Các bạn sẽ cũng vẫn chụp ảnh màn hình lại các bạn ạ. Đó, đăng ký vào like nhé anh em. Chuyển màn hình lại rồi chúng ta sẽ thoát ra nhá, lại đăng nhập vào cái web mà sai vừa lấy hoặc là ứng dụng vừa lấy nhá. Đó, các bạn cũng sẽ bấm gửi ảnh vào. Đó, thư viện ảnh. Đó, chọn ảnh vừa mình chụp vừa lấy thôi nhá. Đó, các bạn sẽ bấm gửi đi cho mình nhá. Đó, cái cuối cùng cũng tương tự như vậy thôi. Đó, ok, và cuối cùng như vậy các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm ở TikTok nhá, cả Instagram và Facebook đó các bạn ạ. Đó, các bạn TikTok vẫn như vậy, các bạn sẽ nhập vào. Sau các bạn sẽ vào một video của họ đưa đến nhá, các bạn sẽ tìm và follow cho họ. Đó, các bạn sẽ bấm chuỗi màn hình tiếp nhá. Ok, sau các bạn sẽ thoát ra vào lại ứng dụng và hoặc là website vừa đấy nhá. Các bạn cũng sẽ tải lên như cậu YouTube thôi, và Instagram và Facebook cũng vậy. Đó, gửi ảnh đi sau rồi chúng ta sẽ bấm gửi là được rồi các bạn ạ. Cũng sẽ có thêm 2.000 nữa. Các bạn cứ làm tầm 1 tuần là sẽ có 500k rút trong tài khoản nhá. Với mã giới thiệu của mình vừa nãy mình đọc đó, mình sẽ để góc video luôn. Đó,
cái nhiệm vụ thứ hai cũng vậy thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nhá. Các bạn sẽ bấm vào tài khoản tôi, vào ví của tôi nha. Đó, đây mình có 500 nghìn này, mình sẽ vào rút tiền. Họ sẽ bắt mình xác nhập xác nhận tài khoản ngân hàng và tên của mình nhá. Đây là tên của mình sẽ phải nhập tên đúng tên của mình. Đó, sau đó bạn sẽ bấm tiếp theo nhá. Và các bạn sẽ nhập nhập tên của mình xong là sẽ đưa các bạn đến cái số tài khoản hẹn đó, các bạn sẽ bấm vào đấy. Nó sẽ vào nó sẽ đưa cho một này, sau các bạn sẽ nhập số điện thoại này, nhập thẻ ngân hàng và tin nhắn của mình. Đó sẽ sau các bạn sẽ nhập mật khẩu quỹ nha, tạo một mật khẩu quỹ cho mình, sau số hoặc là mấy số cũng được các bạn nhé. Ở đây sẽ mình sẽ che phần nhập mật khẩu của mình đi. Đó, các bạn sẽ bấm load lại trang là được rồi. Đợi mình chút mình sẽ load lại trang nhé. Ok, khá đơn giản thôi, các bạn sẽ kiếm được 500k một tuần luôn các bạn ạ. Ok, xong các bạn sẽ vào rút tiền đó. Ở đây có chỗ số rút tiền và mật khẩu quỹ. Đó, các bạn sẽ ghi số tiền mình muốn rút nhá. Đây mình sẽ rút 500 nghìn luôn các bạn ạ. Đó, 5 0 8 500 nghìn anh ạ. Các bạn sẽ nhập mật khẩu, khi nhập số tiền sau các bạn sẽ nhập mật khẩu của cái quỹ mình vừa tạo đó nhá. Đó, sau các bạn sẽ load lại trang là chúng ta đã rút được tiền rồi và sẽ chờ trong thanh toán nữa các bạn ạ. Đó, mình sẽ cho các bạn xem lịch sử rút của mình nhé. Đây, nó sẽ chỗ là rút lịch sử rút tiền đó. Các bạn sẽ thấy chữ rút ở đấy, các bạn rút 500.000 vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 vào lúc 19 giờ 45 các bạn. Đó, các bạn sẽ chờ nó gửi tiền về tài khoản ngân hàng của mình thôi. Mình đã rút thử và đã có thành công nhá. Các bạn sẽ xem ở cuối video, mình sẽ để cái đoạn video mà họ gửi tiền về cho mình nhá. Và đây các bạn ơi, mình đã nhận được tiền rồi nha. Vietcombank đã gửi thông báo về tin nhắn của mình các bạn ạ. Họ báo mình đã nhận được 500 từ Vietcombank. Đó, và lúc ngày mùng 1 tháng 1 nhá. Sau 5 tiếng mình rút thôi các bạn ạ. Và đây là lịch sử rút tiền của mình nhá. Thành công nhá các bạn ơi. Các bạn nhớ tải app về và bấm vào link mô tả video, nhập mã giới thiệu của mình vào, sau các bạn sẽ nhận 100k nhá. Đó, cảm ơn anh em nhá. Chào anh em.